Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong tệ bài năng lượng tháng 9 của bạn là gì. Và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Nếu như bạn nhìn thấy cái trải bài này, xem như bạn hữu duyên. Vì là thông điệp chung, hy vọng các bạn tiếp nhận thông điệp một cách rất là tích cực. Hôm nay mình sẽ chọn tụ bài. Mình có 3 tụ, tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Các bạn nhắm mắt lại, mình đếm từ 10 tới 1. Các bạn chọn một tụ bài. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đầu tiên mình sẽ gửi thông điệp chung cho tất cả mọi người. Và tháng này là các bạn phải chú ý điều gì? Đó chính là cái sự tận hưởng. Sự tận hưởng cuộc sống này, nó chính là cái năng lượng cao nhất trong tất cả các nguồn năng lượng. Và nó là một trong những cái cảm xúc rất là kỳ diệu để cho mọi thứ đều có trở thành thành hiện thực. Cái suối nguồn của sự tận hưởng đến từ cái việc các bạn trân trọng biết ơn những cái món quà trong mỗi giây phút hiện tại của cuộc sống. Cái sự tận hưởng vui sướng này cho phép các bạn thu hút và nó sẽ kiến tạo nên cho tất cả những cái nguồn năng lượng ở hiện tại và trong tương lai, giúp cho các bạn đạt được một ý nguyện trong cuộc sống này. Cái tháng này là cái tháng các bạn tận hưởng cái nguồn năng lượng trong từng phút giây nhé các bạn. Và mình sẽ dở luôn 3 tụ. Tụ đầu tiên các bạn có The Moon. Và tụ thứ hai các bạn có lá The Hierophant. Và tụ ba là các bạn sẽ có lá King of Pentacles, chính là vua tiền. Và mình sẽ xin giải thích cái tụ bài đầu tiên, đó là tụ số 1. Các bạn có lá The Moon. Và khi lá bài này xuất hiện thì đại diện cho nỗi sợ hãi và hoang mang trong bạn. Nó đến từ cái phần tối của màn đêm. Đây là cái thời điểm mà bạn cảm thấy rất dễ bị mất phương hướng. Hãy cẩn thận hơn, đừng để cho những ý tưởng lừa dối và sai lầm của bạn làm chệch hướng đi cách sống của mình. Có một dấu hiệu là bạn đang bị lạc hướng và đi lanh hoanh bởi vì bạn không có mục tiêu rõ ràng. Bạn cần phải tìm được cái đường về với con đường và mục đích sống của mình rõ ràng hơn. Và cho thấy rằng cuộc sống có vẻ đang gây rối cho bạn rất là nhiều. Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm hiểu bản thân mình. Và tới giờ bạn cũng chưa biết cái việc là phải thích nghi với những cái điều mà bạn không chắc chắn, thay vì mà cố bắt ép mọi việc hay mọi người làm gì đó trước khi họ sẵn sàng. Thì lá bài này khuyên bạn là phải nên chắc chắn là mình phải hiểu được mình muốn gì và cần gì, và tin vào bản năng và cảm giác của mình nhiều hơn. Về công việc á, là không may mọi việc có thể là không rõ ràng trong các bạn trong cái xử lý công việc, nên các bạn hãy hỏi và tập trung lắng nghe chủ động hơn, đảm bảo rằng bạn và những người làm chung hiểu nhau hoàn toàn. Một lần nữa, cái sự kiên nhẫn rất là cần thiết. Hãy bình tĩnh. Cụ thể là khi bạn cảm thấy mình đang bị công kích thì bạn hãy tin vào cái đồng nghiệp hoặc người giám sát của bạn. Sự thật, mọi thứ không có tệ như bạn nghĩ đâu. Và về tình yêu thì lá bài này chỉ đến có khoảng thời gian bạn đang có rất nhiều cảm xúc trong tình cảm. Mọi việc có thể nhanh chóng trở nên rất là sôi sục hoặc là không thoải mái. Do đó các bạn phải cần nghỉ ngơi nếu các bạn cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi. Đừng cố suy diễn hay gây tranh cãi để tìm sự công bằng. Nếu như bạn buộc phải tranh cãi thì các bạn nên đảm bảo cái tranh cãi của bạn là đối xử người yêu mình một cách rất là tôn trọng và cư xử như những người trưởng thành. Đừng gấp gáp chấm dứt hay bắt đầu một mối quan hệ mới. Có lẽ đây không phải là thích hợp cho cái việc mà bạn chấm dứt hay là bắt đầu một quan hệ mới hoàn toàn. Về tài chính thì các bạn có thể đang chờ đợi những quyết định về mặt tài chính do người khác thực hiện. Cái sự xuất hiện của nó thể hiện là bạn đang chờ đợi lâu hơn nữa. Đây không phải là lúc để ra quyết định kinh doanh. Nếu không sẽ có những thất bại rất là chắc chắn có thể xảy ra. Về sức khỏe thì các bạn hãy luôn lắng nghe trực giác của mình đối với những cái vấn đề sức khỏe của mình. Nếu như bạn cảm thấy không có thoải mái với cái những cái chăm sóc dịch vụ sức khỏe hiện tại thì bạn hãy chọn một cái giải pháp khác, một dịch vụ khác, bởi vì lúc này là cái lúc mà bạn cảm thấy cái năng lượng suy nghĩ của bạn rất là đúng. Nếu bạn đang uống rượu hoặc bạn đang nghiện một chất kích thích gì đó, đây là khoảng thời gian là bạn có thể dư dạng từ bỏ nó nha. Nếu bạn sử dụng chúng thì bạn cần phải chú ý là tiết chế điều độ và vừa phải thôi, vì những cái gì quá cũng sẽ gây hại cho bản thân mình rất là nhiều. Về tinh thần, đây là cái khoảng thời gian mang đậm tính tâm linh, thời điểm tuyệt vời để bạn thực hiện cái trị liệu hồi phục, những phương thức hỗ trợ từ hoạt động tâm linh. Bạn sẽ thấy là mình sẽ nghiêng về tâm linh rất là nhiều.
hãy chú ý đến những suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Với những cả thông tin chớp nhoáng mà bạn không biết chúng từ đâu ra, đây là cái thời điểm tuyệt vời để bạn kết nối với tâm linh. Hãy học hỏi nhiều thứ hơn là những ngày bình thường. Mình chúc các bạn từ bài số 1 sẽ có một cái tháng thật là vui vẻ. Bạn hãy tin vào cảm xúc của cá nhân mình, vì nó là rất là đúng khi cái trực giác bạn lúc này rất là phát triển. Và nhớ ha, nhớ tận hưởng cuộc sống này. Hãy sống trọn từng phút giây, bởi những cái những đó chính là cái thứ sẽ tạo ra cho bạn năng lượng tốt nhất trong cuộc sống và giúp bạn đạt được những gì bạn ước muốn trong cuộc đời này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Và kế đến là năng lượng của các bạn nằm ở tụ 2. Ở tụ 2 thì các bạn có lá The Hierophant. Và năng lượng của tháng này á, hình như là các bạn sẽ gặp một số vấn đề bị mắc kẹt mà bạn không có tạo nên sự đột phá hay tự do làm theo ý mình. Cái này tùy theo tình huống ha. Các bạn sẽ làm cho bạn thoát ra được hay làm cho bạn ngạt thở. Đôi khi các bạn phải tôn trọng những cái quy củ và có những lúc á, bạn phải tin vào chính mình. Năng lượng của tháng này các bạn sẽ chú trọng cái việc mà làm đúng, và các bạn bị mắc kẹt và không chắc chắn việc đúng là nên làm gì. Do đó các bạn phải biết rằng câu trả lời sẽ nằm bên trong bạn. Hãy nhớ việc đúng có nghĩa là đúng với bản thân của bạn chứ không phải đúng với bản thân của người khác. Khi mình cảm thấy đúng thì mình hãy làm ha. Thì đây là một cái lá bài nghiêng về khía cạnh tinh thần rất là nhiều, liên quan đến tập quán, niềm tin và tôn giáo. Bạn có thể cảm thấy là sự căng thẳng giữa niềm tin, tinh thần của bạn, việc đúng nên làm và niềm tin của những người xung quanh. Hãy tin vào cái niềm tin của mình, quy tắc và hệ thống có để tiến hành cái vai trò chính trong cuộc sống hiện tại của mình. Mọi hoạt động thường xuyên bất kỳ dưới dạng nào đều có ích cho bạn lúc này hết. Thậm chí đơn giản là cái việc bạn xem phim thôi, thì các bạn sẽ thấy được là các bạn sẽ học được những bài học từ cái bộ phim đó, hay một cuốn sách hay, các bạn sẽ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm sống cho mình. Về công việc á, thì các bạn sẽ gặp một cái người hướng dẫn hay là một cái mentor sẽ giúp cho bạn làm nên những sự nghiệp thành công. Đây là cái thời điểm bạn nên tham gia nhiều hơn cái hoạt động ở công ty, ở trong trường học. Dù bạn nghĩ là mình không có hợp kiểu người mà đổi nhóm, người làm chung với ai khác, nhưng bạn suy nghĩ sai rồi các bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn có rất nhiều thứ cần phải học hỏi từ họ. Học là học cách tích cực ha, chứ phải học là học cách tiêu cực. Công việc sẽ tiến triển tốt đẹp nếu các bạn có khả năng tổ chức mọi thứ theo một quy tắc và chú trọng cái việc làm đúng trong cái thời gian này. Về tình yêu á, thì chuyện tình cảm các bạn đang có vẻ đang tốt. Dù có vẻ là không được mới mẻ lắm, cho nên bạn hãy cư xử theo một cách bạn nghĩ là mọi người sẽ cư xử trong tình huống của mình. Chúng là bạn muốn người yêu tôn trọng mình thì trước tiên bạn phải tôn trọng người yêu mình. Vậy thôi. Và có một lời nhắc nhở là các bạn đừng có nên làm cái gì mà nó bị khác với bạn, hoặc là bạn làm lạ lẫm quá, khác thường so với thường ngày, thì một trong những cái đó sẽ làm cho người yêu bạn suy nghĩ rất là nhiều ha. Về tài chính, đây là cái lúc bạn phải chơi theo luật và thực tế. Hãy dùng cách thông thường hay là truyền thống về quản lý tiền bạc, tìm kiếm lời khuyên về những người chuyên hơn về tài chính. Các bạn sẽ thấy là bạn sẽ học hỏi kinh nghiệm từ họ rất là nhiều. Đây là cái thời điểm bạn nên học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Nếu như bạn bắt đầu để đầu tư thì đây là điều kiện là bạn phải ổn định và bền vững trước đã. Không phải lúc bạn thử vận may, bạn chơi cổ phiếu hay trái phiếu gì đó. Đây là không phải lúc bạn chơi đổng, bạn phải có suy nghĩ đầu tư thực sự để tham gia. Về sức khỏe, bạn nên có quy củ hơn trong cái việc giữ gìn sức khỏe của mình. Hãy cách tìm đến những cái chữa trị truyền thống về dân gian, khả năng sẽ giúp bạn hết bệnh trong cái thời điểm này. Tinh thần thì bạn phải lưu tâm đến cái chuyện là bạn phải tập im lặng nhiều hơn để tâm hồn của bạn được rộng mở. Vấn đề ở đây là bạn phải lập ra quy tắc của mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Bất cứ khi nào có thời gian, bạn nên tìm đến tâm linh của mình, nên xây vào cái nội tâm chính của mình. Bạn sẽ cảm nhận được thay đổi về thế giới quan cũng như kết quả của quá trình. Mọi chuyện sẽ thay đổi rất là nhiều. Đơn giản là cái tháng này là bạn nên học hỏi kinh nghiệm từ những người hướng dẫn, từ những người chuyên về cái lĩnh vực mà bạn đang học hỏi hoặc là bạn đang làm việc. Nó sẽ giúp cho bạn một cái ánh nhìn rất là cụ thể về công việc đang làm. Đừng có mạo hiểm trong tất cả mọi thứ, trong kể cả tình yêu, đầu tư, kinh doanh hay về sức khỏe. Và tháng này là cái tháng các bạn nên tận hưởng những điều trong xung quanh cuộc sống này. Hãy tiếp nhận nó, bởi vì nó chính là cái suối nguồn giúp cho các bạn thực hiện thành công hơn trong vấn đề tài chính, sức khỏe và tình yêu. Hãy tập trung vào hiện tại, hãy tập trung tận hưởng và những cái điều giây phút rất đơn giản trong cuộc sống này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.
Và sau đây là năng lượng của tụ bài tụ ba. Cách tụ ba các bạn có lá bài vua tiền, king of pentacle. Và năng lượng tháng 9 của các bạn trong bài tụ ba king of pentacle là đề cập đến sự tin cậy và tính truyền thống. Sự thành công sẽ liên quan đến về tài chính. Khi lá bài này xuất hiện thì dấu hiệu cho biết đây không phải là lúc để bạn phá cách, mà cái thời điểm bạn phải tuân theo những phương cách và đường lối có sẵn trong mọi việc để giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Đại diện cho một người có cuộc sống rất là tốt, bởi vì nó thể hiện một cái cuộc sống khả năng của một người rất là nam tính thực hiện trong việc làm. Nhìn chung cái lá bài này sẽ thúc giục cho các bạn nhanh chóng sẽ trở thành những người phục vụ tốt nhất trong cuộc sống của bản thân mình. Tất cả các nguồn năng lượng và cái nguồn lực cụ thể mà bạn có thể sử dụng được. Và có thể bạn sẽ gặp một cái người đàn ông đến trong cuộc sống của mình, và người này sẽ có nhiều khả năng sẽ cho bạn có thể trông cậy, và bạn có thể ủy thác hoàn toàn sự tin tưởng của người đó. Về công việc, có một người đàn ông sẽ chững chạc uy tín, đóng vai trò chủ đạo trong môi trường làm việc của bạn. Ngay cả khi bạn đang làm việc trong môi trường toàn là phụ nữ thì có một người đàn ông xuất hiện ha. Cái người này rất là khôn ngoan, công bằng, nhưng đôi khi họ sẽ vội vã bỏ qua cái việc đánh giá. Người này sẽ hỗ trợ rất đáng tin cậy cho bạn, dù bạn có thể là chưa gặp người này được bao lâu. Do đó hãy luôn sẵn sàng xem xét kỹ lưỡng, và bạn sẽ yên tâm khi bạn nhận được những lời khuyên, sự giúp đỡ của từng người này các bạn ha. Về tình yêu thì dấu hiệu rất tốt. Khi bối cảnh tình yêu đang diễn ra, có một ai đó xuất hiện và hôn hút sự chú ý của bạn ngay cái ánh nhìn đầu tiên. Hãy cứ tiến lên theo tiếng gọi con tim, nhưng đừng cố tỏ ra với người khác mình không phải là chính mình. Hãy sống với là chính mình, đây có điều quan trọng nhất. Và người này sẽ chỉ yêu chính con người của bạn mà thôi. Hãy sống chân thật, mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa cho bạn. Nếu bạn đang trong mối quan hệ gắn kết với ai đó, mối quan hệ này có nhiều khả năng sẽ tiến triển lên một vị thế thoải mái hơn. Nhưng nếu như các bạn bị hồi xưa bị chèn ép, không được tôn trọng, thì đây là cái thời điểm bạn sẽ cảm thấy là rất hài lòng về bất cứ điều gì trong cuộc tình này. Và bạn phải cần phải nói ra điều gì đó để kỳ vọng vào một sự thay đổi. Đừng mong đợi nửa kia của mình sẽ hiểu, hiển nhiên là họ sẽ không hiểu được suy nghĩ của mình đâu. Còn về vấn đề tài chính thì đây là một lá bài tuyệt vời. Khi mà xét về vấn đề tài chính, gần như tất cả những cái khoản đầu tư của bạn lúc này sẽ tiến triển rất là tốt trong tháng 9, và còn sinh lợi nhiều hơn nữa. Do đó các bạn phải nỗ lực hơn, bởi vì những cái phương thức đầu tư khôn ngoan bạn đang thực hiện, nó là cái thời điểm bạn sẽ lấy được cái quả của nó, cái kết quả rất là tốt đẹp. Dù vậy, ở đây bạn không có phải suy nghĩ quá vội vàng mà đầu tư thêm cái gì mà quá mạo hiểm. Hãy cứ chấp nhận cái rủi ro nhưng mà có tính toán đàng hoàng. Đừng bị sa đà vào cái việc và vung tay quá tráng. Hãy san sẻ những cái vật chất mình đang có khi các bạn cảm thấy là mình dư giả. Và bạn nên làm vậy. Bạn hãy nhớ rằng tiền vẫn chỉ là tiền, thứ mà bạn không thể mang đi theo được mãi mãi. Tiền chỉ là phương tiện phục vụ mình trong cuộc sống thôi các bạn, nó không phải là tất cả. Về sức khỏe thì tình trạng sức khỏe của bạn có thể được cải thiện hơn. Vấn đề ở đây là các bạn phải dám đối mặt và giải phóng những cảm xúc tiêu cực trong bản thân mình. Bạn phải rất thông suốt và những cái thách thức để đối phó những cảm xúc tiêu cực, và nhận thức là rõ là cái việc bạn suy nghĩ tiêu cực đến từ đâu và khi nào bạn sẽ thoát ra được nó. Đây là một trong những cái phần bạn cảm thấy thoải mái hơn về phần tinh thần cũng như linh hồn của mình, bởi vì bạn đang bị stress rất là nhiều. Nếu bạn chưa sử dụng cái phương thức nào như là thiền hoặc yoga hay gì đó, bạn nên cảm nhận nó và tiếp tục tập luyện, nếu tìm đến những cái bộ môn này ha các bạn ha. Sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều. Về tinh thần là bạn có thể là bạn không có hiểu rõ những gì bạn cần phải làm cho tinh thần của mình phấn chấn, vui vẻ và tích cực hơn. Do cái nhiều năm bạn tập trung cái tâm trí của mình vào cái việc kiếm tiền mà bạn quên cái suy nghĩ về cái còn vấn đề tinh thần mình thì sao? Hãy suy nghĩ đến nó. Nếu như bạn chưa có một khái niệm về cái vấn đề tinh thần, hãy tìm đến những cái thông tin từ những người trành hơn về cái này. Bạn hỏi han và cũng như học hỏi theo họ. Hãy dành thời gian nuôi dưỡng cái khía cạnh tinh thần của bản thân mình. Dù bạn tin hay không tin, tình hình tài chính hay tình hình sức khỏe của bạn sẽ cải thiện hơn rất nhiều nếu như bạn chú ý hơn vào cái phần tinh thần của mình. Và thông điệp chung của chúng ta là nhớ tận hưởng những gì đơn giản trong cuộc sống. Nó chính là cái nguồn lực, là cái suối nguồn giúp cho bạn kiến tạo ra rất nhiều cái điều vi diệu sau này.
hãy tận dụng nó và giúp bạn thành công ha. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.